chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày. Mẹ ruột hé lộ cuộc sống thật của Á hậu Tú Anh sau gần một năm sinh con và thiếu gia. Nhắc tới cuộc sống hiện tại của Tú Anh sau khi kết hôn và sinh con với thiếu gia Gia Lộc, mẹ ruột Á hậu dùng từ thương. Tháng 7 năm 2018, Á hậu Tú Anh lên xe hoa cùng với thiếu gia Gia Lộc. Đám cưới cổ tích khiến nhiều sao Việt cũng phải xuất xa vì độ lãng mạn xa hoa. Ông xã kém tuổi của Tú Anh được biết tới là thiếu gia trong một gia đình danh giá. Sau khi kết hôn, Tú Anh không còn xuất hiện nhiều ở các sự kiện giải trí. Tháng 1 năm 2019, Á hậu Tú Anh chia sẻ tin vui đã sinh cho chồng một quý tử kháu khỉnh. Cô giữ kín hình ảnh về em bé nhưng thoải mái chia sẻ về cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa. Suốt một thời gian dài, Tú Anh rút lui vào hậu trường để chăm lo cho con và gia đình nhỏ. Từ một người đẹp phủ mình trong hàng hiệu, Tú Anh dần biến thành một bà mẹ cuồng con. Cô tự nhận mình nghiện mua sắm đồ cho trẻ con thay vì mua đồ hiệu như trước kia. Á hậu họ Dương cũng tự mình trồng rau sạch để cho con ăn dặm, thậm chí cô thiết quân luật giám sát qua camera ngay cả khi đã giao con cho mẹ ruột chăm hộ. Giữa năm 2019, khi em bé dần cứng cáp, Tú Anh bắt đầu trở lại với showbiz Việt. Cô không chỉ tham dự event, làm mẫu ảnh mà còn thử sức với việc kinh doanh. Chính vì vậy, cuộc sống của Tú Anh trong thời gian này khá tất bật. Nhắc tới con gái, bà Khuê Tú, mẹ ruột Tú Anh, dùng từ thương. Bà tiết lộ Tú Anh đang sống những ngày quay cuồng vì công việc và tính toán từng giờ từng phút để được ở bên con nhiều nhất có thể. Đẹp chút lại thôi đó, rồi lại lao vội ra sân bay để kịp chuyến bay muộn nhất. 1 giờ 30 phút tới khách sạn, 3 giờ lại tiếp tục di chuyển để kịp 4 giờ quay quảng cáo. Sáng Sài Gòn, chiều Bình Dương rồi đêm lại quay về Sài Gòn để kịp sáng hôm sau bay về Hà Nội chuyến sớm, kịp cho buổi chụp hình ca chiều. Không một lời kêu ca phàn nàn, bận mấy, mệt mấy mà vẫn thấy nó vui nên nghĩ nó chắc ổn, luôn chọn chuyến bay sớm nhất và chuyến muộn nhất để được ở gần con nhiều nhất. Cái này chắc nó hơn mình quá, chứ mình cứ xa con lại vui mới lạ. Đùa vậy thôi chứ thương thật đấy. Nói thì nó bảo con đã là mẹ rồi, giờ con còn trẻ, còn được mọi người yêu thương, có cơ hội làm việc thì tại sao không? Ừ thì thấy nó cũng phải. Hoa hậu Thu Ngân hé lộ cuộc sống với chồng đại gia sau khi kết hôn. Đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016, Hoa hậu Thu Ngân khiến nhiều người bất ngờ khi kết hôn với đại gia hơn mình gần 20 tuổi, sau đó không lâu. Mới đây người đẹp đã có những chia sẻ về cuộc sống của mình. Trong sự kiện bổ nhiệm Hoa hậu Thu Ngân và ca sĩ Kasim Hoàng Vũ làm đại sứ của tổ chức kết nối doanh nhân Sen Vàng, cô cho biết sau khi kết hôn và sinh em bé, cô cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Người đẹp tâm sự cô rất may mắn khi còn trẻ tuổi nhưng đã có gần như tất cả mọi thứ mình mong muốn. Thời gian này sau khi sinh xong em bé, ngoài việc chăm nom cho gia đình, cô còn cống hiến cho xã hội với vai trò hoa hậu mà cô đã được trao vương miện. Nói về việc trở lại công việc ngay sau khi sinh con, Thu Ngân cho biết mình được ông xã ủng hộ bởi anh là người rất tích cực các hoạt động thiện nguyện nên rất ủng hộ cô tham gia công việc này. Chia sẻ về lý do lấy chồng sớm, Thu Ngân cho biết nó là cái duyên khi tôi gặp được một người chồng ưng ý, đáp ứng đủ những yêu cầu tôi đặt ra về mặt tính cách lẫn ngoại hình. Trước đây tôi đã từng chia sẻ rằng tôi không cần đại gia, tôi tự tin mình có khả năng kiếm được tiền để lo cho mình ít nhất ngày 2 bữa cơm, nên tôi thấy không cần thiết phải yêu một người quá nhiều tiền. Bởi vì cuộc sống là của mình thấy ổn và hạnh phúc, vậy tại sao mình phải thay đổi cuộc sống thành sang chảnh hơn, sắm nhiều váy đầm làm gì, cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Về khoảng cách tuổi tác giữa mình với chồng, cô cho biết mình đã cố gắng già đi, tìm hiểu về sở thích của chồng, còn chồng cô cũng cố gắng trẻ trung hơn trong suy nghĩ và cách sống. Chia sẻ về cuộc sống làm dâu, Thu Ngân cho biết, thực ra cũng đã thế kỷ 21 rồi, bố mẹ chồng tôi là những con người rất văn minh và tâm lý, nên tôi cảm thấy không có trở ngại gì trong mối quan hệ giữa nàng dâu và gia đình nhà chồng cả. Mẹ chồng tôi trước đây là giáo viên nên mẹ rất tâm lý, rất hiền, mẹ quan tâm tôi từng ly từng tí một, có khi còn hơn chồng tôi nữa. Người đẹp chia sẻ, từ khi có em bé, cuộc sống hai vợ chồng cũng có một chút thay đổi, nhưng cả hai có những nguyên tắc chung để đảm bảo hạnh phúc gia đình. Cuộc
cuộc sống xa hoa trên nhung lụa của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Quý vị thính giả thân mến, Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 khi cô mới 16 tuổi. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cuộc sống của Hà Kiều Anh cũng gặp không ít trắc trở. Tuy nhiên sau khi tái hôn, người đẹp không chỉ có cuộc sống xa hoa mà còn là cái tên tuổi nổi bật trong làng giải trí Việt với nhiều thành công ở mọi lĩnh vực từ diễn xuất đến kinh doanh. Hiện tại, Hoa hậu Hà Kiều Anh có cuộc sống viên mãn bên chồng và ba người con chung. Cuộc sống của chị giờ là những chuỗi ngày hạnh phúc, phụ chồng trong công việc kinh doanh, chăm con và đi du lịch. Gia đình người đẹp hiện đang sống ở căn biệt thự Vương rộng 500m², tọa lạc ở khu biệt thự quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, căn biệt thự hoành tráng được định giá hàng chục triệu đô la Mỹ khiến nhiều người ao ước. Hoa hậu Hà Kiều Anh từng chia sẻ, cô tự hào vì có được ngôi nhà vừa hiện đại sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên, đúng như ý nguyện. Ngoài ra, gia đình cô còn sở hữu một căn penthouse cao cấp tại Vũng Tàu có giá vài triệu đô la Mỹ và nằm trong tầng 20 của một chung cư cao cấp với mặt hướng ra biển. Ngoài ra, Hà Kiều Anh còn là một tay chơi hàng hiệu thứ thiệt khi sở hữu tủ đồ với những trang phục lấp lánh đắt tiền của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Người đẹp hào hứng khoe túi lớn túi nhỏ còn là hàng hiệu trên trang cá nhân. Hay cô bước ra từ những chiếc xe hơi đắt đỏ. Là người đẹp có sở thích đi du lịch, Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng thường xuyên có những chuyến đi thăm thú nước ngoài dài ngày. Hà Kiều Anh cho hay đây cũng là cách để gia đình cô đoàn kết, yêu thương và gần gũi nhau hơn. Bước sang tuổi 40, nhưng Hoa hậu Việt Nam 1992 vẫn sở hữu một thân hình nóng bỏng và quyến rũ cùng nhan sắc mặn mà đầm thắm. Không chỉ sống trong nhung lụa, đầy đủ với vật chất, cuộc sống của Hoa hậu Hà Kiều Anh còn hạnh phúc và viên mãn bởi cô có ba đứa con đẹp như thiên thần. Không quá lời khi nói Hà Kiều Anh là một trong số ít hoa hậu thành công với kinh doanh, vì vậy mà nhiều người nói rằng Hà Kiều Anh là hoa hậu giàu nhất Việt Nam tính đến thời điểm này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.